Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay bên em là vừa về được lô tủ âm thanh, tủ gỗ các bác nhá. Đó thì với cái tủ này thì các bác có thể đựng được thiết bị âm thanh, đó đảm bảo cho hơn cho các cái thiết bị âm thanh của mình. Và đặc biệt là nó có ngăn khóa giúp là chuột không chui vào được, để nó không cắn được dây bên trong nhé các bác nhé. Đó thì đây là cái tủ mà em đã bóc bóng ra rồi. Đó thì các bác nhìn phía sau của nó đấy. Thì với những cái tủ này thì nó rất là tốt, nó giúp các bác là có thể bảo vệ được cái thiết bị âm thanh và ngăn là không cho chuột cắn dây. Đó. Và cái điều hay nữa là khi mà các bác sử dụng những cái tủ này thì cái thiết bị âm thanh của bác nó sẽ gọn gàng hơn. Đó, nó để nó sẽ gọn gàng hơn và nó sẽ nhìn cái bề ngoài thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn các bác nhé. Đó thì em không dài dòng nữa thì em sẽ nói thẳng về cái vấn đề của cái tủ này. Thế nhưng cái tủ này thì ngày trước thì nó có một cái phiên bản nữa, là phiên bản là có 4 khóa, là mỗi bên là 2 khóa, khóa trên và khóa dưới. Thế nhưng với phiên bản này thì nó chỉ có 1 khóa thôi và nó có bản lề các bác nhé. Cái loại này có bản lề thì giúp các bác nó dễ đóng hơn, dễ đóng mở hơn các bác này. Dễ đóng mở hơn. Đó. Bởi vì đây em sẽ mở ra hơn, mở ra cho các bác nhé. Đây khóa đây. Đó. Các bác mở ra rất là dễ dàng. Mở ra rất là dễ dàng. Còn nếu như cái tủ mà nó có 4 khóa thì là các bác mở hết khóa này ra, sau đó các bác nhấc cả cánh. Đấy, sau đó thì lại đóng vào nó rất là khó và bất tiện. Đấy. Thì cái tủ này thì nó có bản lề. Đó. Và em sẽ kéo ra đây cho các bác xem phía sau. Đây. Các bác có thể thấy này. Đấy, mở cánh ra. Đấy. Quạt gió rất là to luôn nhá. Quạt gió rất là to. Và các bác về thì các bác phải đấu thêm cái phích điện vào đây. Đấy. Phích cắm để chúng ta có thể là đấu trực tiếp để cho quạt gió nó hoạt động. Và đây nó có hai rỗ. Lỗ này giúp các bác có thể là đi dây âm thanh, tín hiệu giao loa hoặc là tín hiệu AV vào và ra cho các bác nhé. Thì các bác vào, nếu các bác muốn gọn thì các bác sẽ thiết kế là một đường vào, một đường ra. Đó, đường ra ở đây thì nó bao gồm có cả dây điện. Thì khi mà các bác đi xong dây rồi thì các bác nếu mà nó vẫn còn hở trống thì các bác bịt cho em bằng miếng thép. Các bác cắt miếng thép cho em, nó có một bắn thẳng vào đây. Đó thì nó sẽ không, chuột nó sẽ không vào được nhé. Đó, tránh trường hợp là chuột nó vào ở đây rất là nguy hiểm, bởi vì là chúng ta sử dụng âm thanh nhiều á. Nó chuột vào rồi nó làm tổ ở trong này, nó tiểu tiện ở trong này nó rất là bất tiện. Nó rất là bẩn luôn. Thì khi mà các bác làm xong thì các bác bịt vào cho em thì yên tâm, một điều là không bao giờ chuột vào được và nó sẽ không làm hư hỏng các cái thiết bị âm thanh của các bác và nó sẽ không cắn được dây nhá các bác nhá. Đó. Thì đó là về cái tủ ở bên trong. Đó, gần đây là khóa này. Cái quạt gió này rất là quan trọng nha các bác nhé. Quạt gió rất là quan trọng, bởi vì là trong cái thiết bị tủ âm thanh nhà các bác ấy, thì các bác sử dụng ví dụ như là cục đẩy này, hoặc là âm ly, hoặc là các cái thiết bị âm thanh bên trong ấy, khi các bác hoạt động thì nó sẽ gây nóng, đúng không ạ? Thì nóng thì là nếu như không có quạt gió này thì nó rất là nhanh giảm tuổi thọ. Chính vì vậy đây là nhà sản xuất người ta đã thiết kế cho các bác một cái quạt gió rất là to để nó sẽ hút hết không khí nóng bên trong ra ngoài. Và phía trước, ở phía trước này thì là người ta đã thiết kế cho các bác là một cái lớp lưới rất là rộng, đó giúp là các bác có thể là lấy không khí mát từ bên ngoài vào rất là dễ dàng nhé. Đó. Còn về cái này nên là hướng dẫn hết cho các bác. Đây là những cái ốc khóa này thì nó có tác dụng gì. Ốc khóa này thì nó có tác dụng là khi mà các bác để, ví dụ như là các bác có đẩy là 1 này, vang là 2 này, nâng tiếng là 3, nọc tiếng là 4. Em nói ví dụ là 4 món như thế nhé. À, mic là 5 nữa, 5 món. Thì khi mà các bác, ví dụ các bác để đẩy đến đây, đúng không ạ? Để đẩy đến ô nỗ này. Đó, nỗ này em sẽ đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đi. Độ thứ 8 đi. Là các bác để đẩy đây, đúng không ạ? Thì các bác khóa vào cho em bằng những con ốc này. Bởi vì là tất cả các thiết bị âm thanh nó đều có cái tai. Đấy, các bác khóa vào đây. Đó, sau đó các bác cách lên cho em khoảng độ tầm 1, 2, 3 ô đi. Đó, các bác lại mắc vang vào. Đó. Sau đó thì các bác lại cách thêm mấy ô nữa để các bác móc nâng tiếng, rồi lại cách mấy ô nọc tiếng, rồi lại mic. Đó. Thì khi mà các bác cách nó ra thì các cái thiết bị âm thanh nó sẽ có khoảng cách nhất định để nó không bị nóng nhé, không bị gây nóng, không bị ảnh hưởng tới những cái sản phẩm khác. Đó. Thì là nó sẽ hoạt động là độc lập, là của thằng nào thì thằng ấy nó tự xử lý cái không khí nóng đó. Thì sau đó thì cái quạt kia nó sẽ hút hết cái không khí nóng bên trong ra. Đó, đó là một cái điều rất là hay.
Đó, thì đây là cái tủ U12 các bác nhá. Đây là cái tủ U12 này. Còn bên cạnh cái U12 này là U10 này. Em sẽ xếp gần với nhau để cho các bác nghe này. Đó, U10 nó thấp hơn. Đó. Và cái U10 này thì nó sẽ dành cho các bác là có ít thiết bị. Cái U12 thì các bác sẽ dành cho các bác là có nhiều thiết bị. Đó. Thì là hiện tại những cái sản phẩm này là đang được bán tại Tuyên Vũ Audio, thì các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại. Thì nhân viên bên sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp thì số 0978503822 được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Xin chào.